Chào các bạn, đây là một bộ máy năng lượng mặt trời Bình Minh 150 lít nha các bạn. Thì 150 lít của dòng sản phẩm này là 14 ống nha các bạn, đường kính bảo ôn 455 nha các bạn. Cho nên là bình chứa nó sẽ to và chứa được nhiều nước nóng hơn. Thì cũng rất là nhiều người hỏi máy 150 lít sử dụng được cho mấy người. Thì với gia đình các bạn có khoảng từ 3 người đến 4 người thì các bạn lựa chọn dòng 150 lít này là phù hợp nha. Và các bạn từ 4 đến 5 người thì các bạn chọn dung tích cỡ 160 lít nha. Để các bạn lưu ý điều này. Nhiều người cứ bảo là máy năng lượng mặt trời 130 lít xài cho 4 người thì chắc chắn điều đấy là không được nha các bạn. Nếu trời nắng thì không sao nha các bạn, nhưng trời râm râm mà mưa ấy, thì các bạn chỉ có nước ấm hoặc nước nguội tắm thôi chứ không có nước nóng đâu ạ. Thì cái điều này các bạn nên chú ý về cái điều này nha, để chọn cái dung tích phù hợp cho nhà mình nha. Thì cấu tạo của máy năng lượng mặt trời 150 lít gồm có 14 ống thu nhiệt chân không F58 nha các bạn. Đường kính bảo ôn to hơn, chứa nhiều nước nóng hơn. Thời gian giữ nhiệt là 3 ngày nha các bạn. Với thiết kế là bình chứa Elox 304 nha các bạn. Chân bản sử dụng chân bản Elox 201 nha. Ống thủy tinh thì các bạn nhìn thấy ống thủy tinh công nghệ 5 lớp nha các bạn. Làm lớp, làm nóng thì cũng tương đối là nhanh. Ống thủy tinh được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản nhé. Ống thủy tinh là ống chân không nha các bạn. Còn ống dầu thì chúng ta sẽ mất thêm tiền để sử dụng dòng ống dầu này nha. Đó, thì khu vực miền Nam thì chúng ta sử dụng ống chân không là hợp lý rồi. Còn khu vực miền Bắc thì anh em cứ lựa chọn ống dầu cũng được hay ống chân không cũng được, nhưng mà lắp thêm hỗ trợ điện nha. Đó. Thì sơ đồ đấu lối của cái máy năng lượng mặt trời Bình Minh này cũng rất là đơn giản nhá. Chúng ta mua máy về tự lắp ráp cũng được, hay là chúng ta gọi thợ lắp ráp cũng được, nó không có gì là khó cả nhá. Thì ở đây thì gia đình mới xây nhà, nguồn kinh phí đầu tư có hạn, cho nên là chọn dòng sản phẩm này. Thì trên dòng sản phẩm này thì bên mình cung cấp ra còn nhiều dòng sản phẩm cao cấp và mắc tiền hơn nữa nha. Thì các bạn ạ, tiền nào của đấy thôi các bạn ạ. Thì trong tầm giá này thì sử dụng được. Còn nói tốt thì có nhiều dòng sản phẩm cao cấp hơn nha. Bình Minh thì nó có 3 phiên bản nha các bạn. Phiên bản Inox này là phiên bản rẻ nhất nha. Còn phiên bản cao cấp hơn là Luxury, Lalo nha. Nó sẽ có giá thành cao hơn nha. Thì ở đây xài nước giếng thì có một cái bồn nước cấp ở đây các bạn ạ. Bồn nước cấp ở đây này. Thì khi mà chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời thì bắt buộc chúng ta phải xài nước cấp nha. Thì chúng ta không thể lướt máy bơm nào vào trực tiếp cái bình năng lượng mặt trời này là không được nha các bạn. Thì bắt buộc qua một cái bồn. Với cái bồn này mới cấp nước cho cái bình năng lượng mặt trời nha. Đó, để cho chúng ta lưu ý điều này nha. Đó. Đây. Đây anh thợ của chúng ta đang điều chỉnh kỹ thuật nha. Chào các bạn nhé. Mình đang kiểm tra lại tất cả các ngóc ngách của máy nóng năng lượng mặt trời. Hay bạn ấy đang nói là bạn ấy đang kiểm tra lại các đầu kê của bình năng lượng mặt trời nha. Thì ở đây có kê 2V5 nha các bạn. Thì các bạn biết tại sao phải kê không ạ? Thì cái xà gồ này nó hơi thưa các bạn ạ, thì bắt buộc chúng ta phải có một cây V lót. Mái tôn hơi mỏng nên là chúng ta phải lót vào cho nó chắc chắn nha các bạn. Mái tôn dày thì không khao, mái tôn mỏng mà các bạn mà không lót thì nó lủng tôn luôn các bạn. Lủng tôn không lủng tôn thì nó cũng là xà gồ. Cho nên là khi lắp đặt thì chúng ta lưu ý cái điều này nha các bạn. Thì nếu các bạn mà có ý định mà tìm hiểu dòng 150 lít này thì các bạn sẽ xem qua video này để các bạn sẽ nhận thấy là sản phẩm nào phù hợp với nhà mình nha. Nếu các bạn có tầm tiền khoảng từng cỡ 6 triệu trở lên thì các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn nha. Có nhiều dòng sản phẩm phù hợp với các bạn hơn nha. Nhưng tầm tiền khoảng tầm trên dưới 5 triệu thì cái dòng sản phẩm này một lựa chọn vô cùng tốt cho bạn rồi nha. Chào các bạn.